Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS. Nga đã xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine gần làng Stepanovka ở khu vực Kherson và phá hủy 15 tên lửa HIMARS, ta đưa tin ngày 6 tháng 2. Vào buổi tối, Nga đã xóa sổ một kho đạn dược của quân đội Ukraine gần Stepanovka. Các loại đạn dược được sử dụng cho lựu pháo M-77 155mm, 2A65MSAB và D-30 122mm đã bị loại bỏ. Ngoài ra, 5 phương tiện cơ giới cũng bị phá hủy. Quân đội Ukraine mất 8 binh lính, trong khi 9 người khác bị thương nghiêm trọng. Các cơ quan khẩn cấp cho hay, Nga cũng đã pháo vào Dneprokhod vào ngày 5 tháng 2, phá hủy lựu pháo D-30 của Ukraine, khiến Kiev mất 4 binh lính và 3 binh lính khác bị thương nghiêm trọng. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, phòng không Nga đã bắn hạ 4 UAV và 15 tên lửa HIMARS của Ukraine tại Kremena, thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, và Kryilovka, Blagoveshchenka, Olinka, thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Đồng thời, loại bỏ 40 binh lính Ukraine ở khu vực Kupian. Mở đầu bản tin, như thường lệ vẫn là các thông tin chiến sự Nga-Ukraine. Trong các diễn biến mới nhất, Vuhleda đang trở thành điểm nóng trên mặt trận miền đông Ukraine. Nga trong thời gian gần đây đã liên tiếp tập trung tấn công vào thành phố khai thác than này, nơi cách Bakhmut chỉ 112 km về phía tây nam. Cuộc tấn công của Nga trong thời gian gần đây tập trung vào thành phố khai thác than Vuhleda, cách Bakhmut 112 km về phía tây nam, nơi binh sĩ Nga đã giành quyền kiểm soát trong những tháng đầu của cuộc xung đột. Nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các cột khói đen bốc lên nghi ngút từ Vuhleda. Tiếng súng nổ và tiếng đạn pháo vang lên từ những cánh đồng trải dài bao quanh thành phố. Vuhleda nằm ở một khúc cua quan trọng trên chiến trường, gần nơi mặt trận phía đông tiếp giáp với ranh giới kiểm soát của Nga ở phía nam, vốn là một phần của cây cầu trên bộ, nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Thành phố này cũng nằm gần một tuyến đường sắt kết nối Crimea, trung tâm tập kết binh sĩ, trang thiết bị quân sự, nguồn tiếp tế cho các đơn vị của Nga ở chiến trường, đặc biệt là ở khu vực Donbass. Các binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm gây sức ép cho các lực lượng Ukraine đang phòng thủ tại Vuhleda và chọc thủng các phòng tuyến kéo dài ở phía Tây Bắc và Đông Nam của thành phố. Đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine vẫn gắng sức cầm chân Nga. Nỗ lực đáp trả bằng các hệ thống pháo do phương Tây tài trợ, súng máy và máy bay không người lái mang bom. Trong bối cảnh cuộc xung đột sắp tròn một năm và Nga triển khai hàng chục nghìn quân tiếp viện ra mặt trận, các nhà phân tích quân sự cho rằng đà tiến mà Ukraine giành được sau hai cuộc phản công vào mùa thu năm 2022 phần lớn đã bị đình trệ. Nhiều binh sĩ Ukraine cũng phải thừa nhận rằng tại các khu vực gần Vuhleda, lợi thế đã dần chuyển sang phía Nga. Anh Andriy, một sở thủ súng máy của Ukraine cho biết, cường độ giao tranh đã gia tăng kể từ tuần trước. Chúng tôi nghiêng nhiều về thế phòng thủ và không giành được bất cứ bước tiến nào tại khu vực đó. Ở khu vực phía bắc gần Bakhmut, các đơn vị của tập đoàn quân sự Wagner đã giành được thị trấn khai thác muối Soleda sau khi tiến hành cuộc tấn công dữ dội kéo dài trong nhiều tuần, trong khi binh sĩ Nga đang tập trung sức mạnh để kiểm soát thành phố Bakhmut. Hồi tháng 11 năm 2022, các lực lượng Nga đã chiếm được Pavlivka, một ngôi làng nằm ở phía nam thành phố. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với The Post, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov ước tính, Nga đã triển khai hơn 320.000 binh sĩ tại Ukraine, nhiều hơn gấp đôi so với lực lượng mà Moscow huy động ở giai đoạn đầu. Trái lại, Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng về binh sĩ và vũ khí. Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng Nga đang quyết chiếm Vuhleda bởi vị trí chiến lược của thành phố này, hoặc cũng có thể Nga đang tung hỏa mù để cố gắng buộc Ukraine chuyển quân khỏi Bakhmut và các điểm nóng tới Vuhleda, hoặc Moscow có thể đang kiểm tra sức mạnh chiến đấu của Ukraine tại các điểm khác nhau dọc theo chiến tuyến dài 225 km trải dài qua Donetsk và Luhansk. Bên cạnh đó, Moscow cũng có khả năng đang thực hiện chiến thuật nghi binh để chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở khu vực khác. Mặc dù nắm trong tay ưu thế quân sự vượt trội, Nga cũng đã chịu nhiều thiệt hại nhất định từ các đòn đánh trả của Kiev, mà cụ thể là nhiều khí tài hiện đại của quân đội nước này đã bị phá hủy. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố một đoạn video cho thấy các lực lượng nước này đã lần đầu tiên phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không Tor M2DT của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không Tor M2DT của Nga. Theo tờ Asia Times, đây được cho là vụ phá hủy hệ thống phòng không Nga đầu tiên được ghi nhận. Các nhà phân tích của Ukraine Weapon Tracker, tổ chức chuyên theo dõi tình hình khí tài quân sự trên chiến trường Ukraine, lưu ý rằng hệ thống này chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong điều kiện ở Bắc Cực.
quân đội Nga đã ra mắt hệ thống to M2DT vào tháng 5 năm 2017 trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng hàng năm ở thủ đô Moscow. Trước việc các xe tăng phương Tây được xác nhận sẽ sớm được chuyển cho Kiev, Moscow được cho là sẽ sớm ra tay trước. Cơ quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo trong những ngày gần đây về cuộc tấn công sắp tới của Nga, mặc dù với những khung thời gian khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, người sắp bị thay thế bằng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Kirilo Budanov cho biết hôm 5 tháng 2 rằng nước này dự đoán Nga sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công mới ở Donbass và các khu vực phía nam Ukraine. Cuộc tấn công dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng một năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và trước khi các xe tăng hạng nặng cũng như vũ khí tiên tiến từ phương Tây đến tay Ukraine. Ông Reznikov đánh giá, chúng tôi dự đoán sẽ có cuộc tấn công từ Nga và chúng chủ yếu mang tính biểu tượng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, trong khi các xe tăng và các vũ khí hiện đại phương Tây chưa thể chuyển giao ngay lập tức, nước này đã tập hợp các nguồn lực mà chúng tôi có thể triển khai. Bằng những nguồn lực đó, chúng tôi có thể đẩy lùi đối phương. Cho đến nay, quân đội Nga đã đạt được một số thành quả ở Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk và Kremina ở Luhansk. Theo Ukraine, Moscow sẽ đẩy mạnh tấn công trước khi các xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh của phương Tây hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu vào tối ngày 4 tháng 2 đánh giá Ukraine đang bước vào giai đoạn mà đối phương triển khai ngày càng nhiều lực lượng để phá vỡ các tuyến phòng thủ của chúng tôi. Theo ông Zelensky, Điện Kremlin đang thúc đẩy một chiến thắng đáng kể và Nga cố gắng khép chặt vòng vây ở thị trấn Bakhmut cũng như chiến đấu giành quyền kiểm soát tuyến cung cấp hậu cần gần đó của quân đội Ukraine. Nga cũng đang cố gắng kiểm soát Vuhleda, nằm cách Bakhmut 120 km về phía tây nam ở khu vực Donetsk thuộc phía đông Ukraine. Một cố vấn cho quân đội Ukraine chia sẻ với Financial Times rằng Kiev đã nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công trong 10 ngày nữa. Ông Andriy Chernyka, quan chức tình báo Ukraine, nhận định ngày 1 tháng 2 rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Nga kiểm soát tất cả Donetsk và Lugansk vào ngày 3 tháng 2 năm 2023. Những dự đoán tương lai về cuộc tấn công của Nga từng được đưa ra vào thời điểm Nga kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, nhưng điều đó đã không xảy ra. Theo Tân Hoa Xã, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong ngày 5 tháng 2 đã trao công hàm cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc để phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải ngày 6 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong khẳng định việc khinh khí cầu trên đi lạc vào không phận Mỹ là một sự cố ngoài ý muốn. Sự việc này không nên bị xuyên tạc bóp méo. Ông khẳng định phía Mỹ đã phản ứng thái quá với việc sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu vốn đang sắp rời khỏi không phận Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh hành động này đã hủy hoại những nỗ lực và tiến triển mà lãnh đạo hai nước đã đạt được để bình ổn quan hệ song phương kể từ cuộc gặp bên lề hội nghị G20 ở Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Quan chức này cũng cho biết Trung Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời hối thúc Washington không làm leo thang căng thẳng. Cùng ngày, phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng kêu gọi hai nước xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực. Trước đó, Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều 4 tháng 2 theo giờ địa phương. Hiện quân đội Mỹ cũng đang tìm kiếm những mảnh vỡ của khinh khí cầu này. Tiếp tục diễn biến vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, tờ New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng công tác trục vớt những mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc của lực lượng người nhái sẽ được giám sát bởi các tàu thuộc hai lực lượng hải quân và tuần duyên Mỹ. Quan chức giấu tên này cho biết hải quân đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc có thể phải vớt các mảnh vỡ ở độ sâu lớn. Tuy nhiên, phần lớn các mảnh vỡ nằm ở độ sâu cách mặt nước khoảng 14 mét. Nên việc trục vớt sẽ diễn ra nhanh chóng, có khả năng các tàu không người lái sẽ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, người nhái hải quân sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. Trong một thông cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra sau đó, cơ quan này cho biết ít nhất 3 tàu thuộc hải quân Mỹ đã được triển khai và thiết lập vành đai bảo vệ khu vực diễn ra công tác trục vớt. Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 4 tháng 2, theo giờ Washington DC thông báo, tiêm kích Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc tại địa điểm cách bờ biển bang Nam Carolina 6 hải lý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào sáng ngày 5 tháng 2 khẳng định hành động bắn hạ khinh khí cầu trên của Mỹ là phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế, đồng thời Bắc Kinh sẽ bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng cần thiết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây tiếp tục căng thẳng,
khi mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã vừa lên tiếng cảnh báo hậu quả của việc các nước phương Tây tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán tại nước này và đưa ra các khuyến cáo an ninh trong tuần qua. Phát biểu trong một cuộc gặp mặt lực lượng thanh niên được ghi hình trước và phát sóng cùng ngày, Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tối hậu thư cảnh báo các nước này sẽ phải trả giá nếu tiếp tục hành động như vậy. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn cho rằng các quốc gia phương Tây đang cố tình kéo dài thời gian, song nước này sẽ đưa ra các quyết định cần thiết trong cuộc họp nội các vào ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương. Hôm 2 tháng 2, Ankara đã triệu đại sứ của 9 quốc gia phương Tây nhằm phản đối quyết định của họ liên quan tới việc đóng cửa hàng loạt lãnh sự quán tại Istanbul. Bên cạnh động thái đóng cửa, một số nước còn khuyến cáo công dân thận trọng trước nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các phái bộ ngoại giao và các địa điểm tôn giáo không theo đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hàng loạt những vụ biểu tình tại châu Âu những tuần gần đây, trong đó có một số vụ đốt các bản photo cuốn kinh Koran của người Hồi giáo, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Đức, không chia sẻ các chứng cứ để củng cố cho cảnh báo về mối đe dọa an ninh mà họ đã đưa ra. Tháng 1 vừa qua, với việc đình chỉ các cuộc đàm phán, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối ủng hộ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển và Phần Lan sau một vụ biểu tình tại thủ đô Stockholm. Trong đó, một phần tử cực đoan chống Hồi giáo đã đốt kinh Koran. Các khinh khí cầu tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi mới đây, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao trong quân đội Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 2, nước này đã phát hiện có một khinh khí cầu to khoảng 2 mét, phỏng đoán là bay từ Triều Tiên sang khu vực tỉnh Gyeonggi. Quả khinh khí cầu này lần đầu tiên được phát hiện bởi binh lính phụ trách thiết bị giám sát TOD của quân đội Hàn Quốc. Quả khinh khí cầu bay ở độ cao thấp, đến mức quân đội có thể quan sát bằng thiết bị giám sát nhiệt, rồi tiến vào không phận của Hàn Quốc. Vụ việc này sau đó đã được báo cáo lên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Một quan chức quân đội cho biết ở Hàn Quốc hay nhiều nước khác cũng thường thả khinh khí cầu để quan trắc khí tượng, và chiếc khinh khí cầu này cũng được xác định là dùng với mục đích quan trắc khí tượng, do đó quân đội đã không đưa ra biện pháp đối phó nào thêm. Quả khinh khí cầu sau đó đã được quan sát bay tiếp đến các đơn vị tiền phương khu vực tiền tuyến ở phía đông, nhiều giờ sau thì tiến về biển phía đông. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ gần đây đã không bay qua không phận của Hàn Quốc.